Đây, làm thế này. Xin mời toàn thể quý khán giả thân mến nha. Hôm nay anh em sẽ làm về các món tổng hợp về thịt gâu gâu và tiết canh ngan tổng hợp. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến buổi chiều hôm nay ạ. Đây là các món về gâu gâu thì anh em đã làm nhá. Hôm nay để xào lăn này. Cái này thì anh em ướp để nướng này, chả này. Còn bên này thì anh em đang cái này thì rượu mận nhá. Còn bên này là hai anh em đang làm cái món lòng dồi. Xem cái nước được chưa đây? Xem cái nước được chưa để con thịt ngan đấy nhá. Chú Tú hãm thêm canh ngan nhá. Ấy, bỏ là nào? Chú không ăn, anh ăn. Ấy, ê, nói chuyện gì nữa nhỉ? Hai đầu bếp này đang chế biến món lòng gâu gâu. Đây anh em làm hai bộ nha. Hai bộ lòng gâu. Hôm nay ăn rồi. Hôm nay chỉ ăn rồi, nhiều rồi nhất. Cái này là chai tiết nhá. Hay đánh tiết canh cũng được. Hay đánh tiết canh chó đây. Chó đâu ngay. Còn đây là món rượu mận. Anh em bắt đầu cho vào để ướp nhá. Chắc 3 cân 4 cân con đấy. Tổng 5 cân. 5 cân à? Thế 2 cân rưỡi. Đây anh em bắt đầu hãm cái món tiết canh ngan nhá. Hôm nay anh em làm thì món tiết canh ngan này sẽ hãm bằng nước mắm nhá. Đây anh em thịt 2 con. Vừa thôi không lại lấy quá. Mặn là nó lại chết tiết đấy. Cái đấy thì phải cho 30 nước rồi. Đây là một nước mắm thì anh em cho 20 nước nhé. Nếu nhiều hơn này thì anh em sẽ cho 30. Đông cẩn thận không cho nó ăn chắc. Rồi giờ anh em bắt đầu đi hãm. Nên anh em sẽ thịt về ngan và thịt gâu gâu. Làm các món tổng hợp, xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức nhé. Bây giờ anh em bắt đầu cho vào cái lòng rồi vào để luộc nhé. Hôm nay anh em làm hai bộ nhá. Đồ bếp Vinh bây giờ bắt đầu đem đi cho vào nồi. Cái này thì trong này có món thịt luộc này và món xương để hầm canh chuối nhá. Sáu mâm bằng này sẽ liệu ít nước chắc vừa đủ rồi nhỉ. Thôi là tí nữa cho sau đi. Bây giờ cứ hầm xong để anh em cho cái món lòng dồi này nó chín đã. Này tí phải đảo nhá. Cho thêm ít nước đi. Cho nồi nước. Cái này là anh em sẽ cái xương chó nhá, sẽ nấu mấy cái món chuối tiêu nhá. Đây, anh em đã làm sẵn rồi. Cái này đang ngâm với giấm. Cái này anh em thái ra ngâm với giấm thì nó sẽ trắng cái chuối nhé, nó không bị thâm. Đây, cái này là cái nồi anh em luộc lòng và thịt om nhé. Giờ bắt đầu anh em bắt đầu cho chế biến vào để om. Giờ anh em bắt đầu chế biến món tiết canh ngan và món ngan luộc nhé.
Đây, thưa quý vị khán giả nhé, anh em hôm nay là thịt hai con ngan sao nhé. Đấy. Đây hai con ngan sao để anh em đánh tiết canh và món ngan luộc nhé. Hôm nay anh em sẽ cho nguyên luộc thôi. Và đặc biệt nhất là món tiết canh. Đấy. Thưa quý vị khán giả nhé, hôm nay anh em sẽ làm về món tiết canh ngan và ngan luộc nhé. Và các món tổng hợp về quả thịt gâu gâu. Buổi chiều nay anh em làm các món tổng hợp đấy. Đây. Cắt nách ấy. Đây nha, hôm nay ba đầu bếp nhé. Đây là anh em bắt đầu đã hãm xong món tiết canh ngan bằng nước mắm nha. Cái này là anh em hãm bằng công thức nước mắm Nam Ngư. Tiết đỏ không? Rồi anh em bắt đầu xào cái món chuối. Này anh em nhé, cái món chuối này anh em xào mới xào lên để nó ngấm gia vị. Xong rồi anh em bắt đầu cho vào nồi canh chuối nấu với món thịt gâu gâu của buổi chiều nay nhé. Này anh em cho thêm mẻ nhé, gia vị đầy đủ để anh em bắt đầu xào lên cho nó ngấm gia vị. Đây anh em đã xào xong nhé. Bây giờ anh em cắt chuối xong bắt đầu đến cho muội anh em đổ vào cái nồi chiên. Anh em nấu gâu gâu, nấu với quả chuối tiêu xanh nhé. Cái món này là cực ngon luôn, cực hot luôn. Đây giờ chú Tú Béo nhé đang vớt cái lòng dồi ra nhé. Hôm nay anh em làm hai cái bộ lòng dồi. Xong này anh em sẽ cái thịt chắc chín lại nhỉ. Chín thì cho xong là cho cái chuối vào thôi. Cái gan cũng được, gan chín đấy. Hai cái nhỉ. Xem cho thịt ra ngoài xem thử xem nó chín không. Chọc phát biết thôi. Đây là món thịt luộc nhá. Thịt cầy tơ luộc. Trắng là được, nếu mà có hồng hồng lên là không chín. Chín không? Chín không? Chín không? Chín không? Chín không? Đun lâu chưa? Anh đun lâu mà, từ lúc đất đầu cho vào rồi 30-40 phút rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Xiên thế dễ là được rồi. Được rồi. Xiên cầm một cái dây, cầm cái dây nhấc thì phát ra hết luôn rồi. Đấy, đúng không? Đấy, đây là món gâu gâu luộc nha. Hết rồi. Đấy tí nữa cho canh chuối vào, úp vung vào cho canh chuối lên đã hầm lúc nó xong. Anh xào canh chuối đâu? Đổ luôn vào. Không không, tí nữa. Thế là hoàn thành các món thịt chó luộc và món lòng dồi đã xong. Nấu luôn chưa? Đây giờ anh em bắt đầu băm cái nhân tiết canh ngan. Thì anh em lấy cái xương cổ và cái xương sống lưng để đánh tiết canh nhé. Buổi chiều nay hôm nay anh em đánh bằng món tiết canh ngan sao nhé. Đây đầu bếp Tú đang phụ trách nhé. Chăn tiết chưa? Ổn. Bên kia là hai anh em đang tiếp tục thịt
con kia nữa thì mới đủ nhá. Đấy, các đầu bếp này tập trung đầy đủ nhá. Chú cho cả mời vào à? Đánh cả mời à? Vâng, đánh mèo cho nó giòn anh. Ừ. Này các cụ có răng hết rồi này, cho mời vào ăn đấy. Răng đánh. Ngon đấy nhỉ, nhìn thấy ngon. Cho cả ớt vào, cho cả tỏi, cả chả, có bao nhiêu lẫn lộn rồi ơi. Cho nó nhặn nhuyễn ra cùng nhau đi. Không, tí nữa. Anh nhặn tất luôn vào đi. Ừ. Rồi. Tỏi nhiều mà. Chả này. Tỏi này. Hết rồi. Hết rồi. Thôi rồi, chả thế rồi để hấp luôn. Thôi, được. Còn nhiều mà. Thế rồi. Thằng nào mất công được vào việc, đúng không? Rồi anh em đã gần hoàn thiện cái món nhân tiết canh nhá. Cái này là hôm nay anh em đánh bằng cái tiết canh ngan sao nhá. Có hôm anh em đánh tiết canh ngan đen. Đấy, hôm nay là ngan bản. Vẫn phụ trách các món này thì là chú Béo nhà đó. Cho xả ớt các thứ đấy, tỏi rồi gì? Bây giờ anh em bắt đầu cho đi chảo, lên chảo để rang nhân cái canh nhé. Giờ anh em bắt đầu cho đi xào lên để anh em đánh cho muội thằng đánh cái canh cái món ngan đen nhé. Giờ anh em bắt đầu cho lên xào cái món nhân cái canh nhé. Bếp chắc cháy nhỏ nào anh nhỉ, nghe nhỏ lắm. Cho ra bếp gà dí một nhanh các bạn. Hay cho này đấy, cho nó nhanh đỡ nóng nhỉ. Đây cái bếp kia nhỏ quá, cháy anh em không ấy đâu. Cái này phải mùi ga. Kiểm tra xem cái tiết canh hãm liệu ổn không. Cái canh ơi. Đấy, anh em đã gần hoàn thiện nhá cái món nhân tiết canh. Ê, hôm nay đánh đúng trời nắng buổi chiều ạ. Anh em làm các món tổng hợp về thịt gâu gâu và cái món ngan luộc, và không thể thiếu được nó là món tiết canh ngan bản ngan sao nhá. Thưa quý vị khán giả thân mến nhá, hôm nay giờ anh em bắt đầu triển khai cho cái nhân tiết canh này ra bát để cho nó nguội, xong bắt đầu anh em đánh luôn cái tiết canh nhé. Đấy, buổi chiều cực nắng luôn, 5 giờ sáng là 5 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn đang nắng. Cái này không biết đánh được khoảng bao nhiêu bát, hai con này ở đánh nó nhờ vừa vừa thôi thì nó ngon, ngon cho nó vừa vừa thôi nhỉ. Tiết hai con nhưng mà thoải mái. Đây, nhân cực thơm nhá. Cái này anh em đã cho xả ớt và tỏi vào trong này sẵn rồi. Cái này anh em đã hòa nước nhé. Cái này anh em hòa bằng nước mịch chính. Ngoáng đều lên. Bây giờ anh em bắt đầu triển khai đánh cái món tiết canh ngan nhé. Đây là ngan sao. Đây là món tiết canh. Này được 3 bát. 4 bát. Cầu kỳ quá. Anh em cho tiết vào cái chai nhé. Sóc cho nó đều cho nó tiết nó đỏ nhé. Cái này anh em trong này là đánh một một nhé. Cái này chắc đánh được 3 chai, 3 bát đấy. 3 bát. Thế này đủ đấy. Đây hôm nay đánh. Bắt cái đèn đi. Bắt cái đèn bỏ đâu. Chỗ này đánh được 3 bát. Trong chai.
Đây, anh em cho vào đây để cho nó tiết nó đều lên để tiết nó sẽ đỏ và đẹp nhé. Hôm nay anh em thử kiểu mới luôn, lần đầu tiên thực hiện và thực hành luôn. Một mà sao được nhiều thế? Vẫn thừa tiết này. Được 3 bát mà. Bốn. Cái ít nhân. Ít nhân mà mình đánh này cho bát nữa. Cứ để cho nó gặp một tẹo một cốt đi thì nó mới đẹp. Tiếp cái này đi. Vẫn đủ. Đủ đủ. Thì mình nhân này mình cho ít đi. Đánh này thì nó mới đông, nó mới cứng lại ăn mới ngon. Ok, lá rau ăn chiếc canh đâu? Có, tí nó về hái lá rổi nước đây. Lá rổi nước thì đầy. À thế thì cần gì, mỗi lá đấy là thoải mái. Có mỗi cái gì có kìa. Cái gì em cũng có mỗi cái có, em cần có, em cũng không có. Cái này cũng mới tí. Đây là món ngăn sau anh em cho vào luộc xả nhé. Ớt, xả này. Sắp chín đấy. Đưa cái đũa này, thăm này. Anh nghĩ là luộc lâu thế chắc chín đấy. Kia kia. Vứt xuống vứt cái cây nhìn xong nên cho lên em bê. Xâm cái đùi. Chín rồi chú ơi. Không có tiết nữa là chín. Chín rồi chú ơi. Rồi rồi vớt 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 vớt. Không vớt được, ngâm. Thế bỏ xuống, bỏ xuống cho nồi canh chuối vào. Bỏ xuống cho nồi canh chuối lên đi. Đây anh em nấu cái xương chó bằng canh chuối nhá. Chuối xanh. Bây giờ anh em cho cái canh chuối vào nồi xương gầu gầu nhá. Anh em nấu cái món xương chuối. À chuối xương. Xương chuối. Đã hoàn thiện cái món này. Cũng xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức nhé. Bây giờ anh em đi chế biến cái món thịt nướng, chả nướng nhé. Anh ạ, anh Vinh ạ, tắt quả đi thì mới chín được. Thưa quý vị khán giả nhé, giờ anh em bắt đầu đã nướng xong cái món lòng rồi và còn món chả nướng anh em đang đưa vào sau nhé. Đây giờ anh em bắt đầu là đang chèm cái món thịt ngan, ngan luộc. Hôm nay anh em làm tổng hợp nhé. Các món về thịt gâu gâu và món ngan luộc và món ngan tiết canh nhé. Đây là món tiết canh đã đông nhé. Đấy. Hôm nay đánh theo công thức mới đã hoàn thành. Đây là món rượu mận nhé. Anh em đã làm xong. Để bắt đầu cho lên mâm nhé. Cái này hôm nay là cái này thịt này nó hơi mỡ. Rang nước. Đây giờ anh em đã hoàn thành món chả nướng nhé. Quá thơm. Có đậm không? Chú thử nào. Anh ướp chắc ăn áng rồi, chú thử. À, ngoé ôm chuối. Đây là món canh xương gâu gâu để nấu với canh chuối xanh nhé. Đã hoàn thiện. Canh
Cầu gâu. Cầy tơ 7 món. Em đến mới được vừa xong. Đây là món thịt chó sáo lăn nhá, đừng giải nhá. Cái hết tầm rồi, đừng vặn nữa lại tắt nữa. Rồi phải mồi lại. Chảy hết tầm rồi. Kệ cứ đảo lên xong rồi cho nó xoăn lại thêm tí nữa. Đây là món thịt chó sáo lăn nhá. Thưa quý vị khán giả nhé, hôm nay anh em sẽ quay về nguyên cách thức làm và các món này nhé. Thì hôm nay anh em làm về 6 mâm, món cây tơ 7 món. Thì anh em làm được các món sau này: món rượu mận này, canh xương nấu chuối tiêu này, chả nướng này, món thịt luộc này, và món còn lòng dồi nữa, và món chó sáo lăn nữa. Trong đó thì anh em làm về cái món tiết canh ngan nhé, và ngan luộc. Xin mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em buổi tối hôm nay, không khí của buổi tối hôm nay nha. Đây là không khí của buổi tối hôm nay nhé. Xin mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Hôm nay anh em chế về món cây tơ 7 món và món ngan luộc và tiết canh ngan. Xin mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Hôm nay em sẽ review về các món ăn và cách làm thôi nhé. Em xin phép em tạm dừng video ở đây. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh ạ. Hãy vào đăng ký kênh ẩm thực Tuyên Quang. Đây cả nhà nhé. Buổi hôm nay anh em làm 6 mâm nhé. Đấy, mặt non như trẻ em bé. Mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Giờ buổi chiều hôm nay anh em đã làm xong các món nhé. Về món tổng hợp về món cây tơ 7 món và món thịt ngan tiết canh. Giờ cũng đến bữa rồi. Xin mời toàn thể quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em nhé. Đây là món canh xương nấu chuối này. Đây là chó sáo lăn này. Chó nấu rượu mận này. Chó luộc này. Và món lòng dồi này. Món chả nướng và ngan luộc. Giờ cũng xin mời toàn thể anh em mà quý vị khán giả cùng bữa. Nào đi ngồi về đây, chào hai đứa kia. Hôm nay đây chuẩn bị làm mâm cơm. Em đây mọi người các anh chị. Đây mình em bớt chút thời gian. Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến. Buổi chiều hôm nay anh em đi chế đồ ăn nhé. Đây anh em đang đi vào bản chế biến đồ ăn. Anh em đi đâu? Hôm nay bắt lấy con gì để làm đồ ăn này. Vào bản vớ được con gì là anh em sẽ chế con đấy nhá. Chiều hôm nay anh em sẽ làm về món tiết canh ngan nhá. Hôm nay anh em sẽ làm về món ngan đen nhá. Ngan đặc ngan bản địa ngày xưa đấy, ngan đen. Thì hôm nay anh em sẽ làm tiết canh ngan. Đây là hãm nguyên đường nước mắm nhá. Đây là hai anh em đầu bếp đang trên này đang mài dao, chuẩn bị dụng cụ để làm bếp buổi tối hôm nay nhé. Con này, con lợn này cuối năm nay kiểu gì cũng phải trên tạ nhờ. Bảo ơi thật đấy à. Cơ chuyển thôi. À bắt trên đấy đấy à? Bắt sẵn đấy à? Ờ thế chuyển thôi. À đây là ngan non à? À ngan già trên đấy à?
Đây giờ anh em đang mổ nhá, đang mổ để chế biến. Hôm nay anh em sẽ đánh nguyên cái món tiết canh ăn bản nhá. Đấy, trứng này, có nhiều trứng chưa? Ui con này là trứng nhá, nhá bùng trứng đây. Ui trứng này trứng non. Đây bùng trứng nó đây, trứng non rất nhiều luôn. Hay ấy xong là để đánh tiết canh luôn. Hôm nay hai anh em làm hai con ngan đen nhá. Anh em tối nay giao lưu, xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức ạ. À, ngan mình là một con cho vào luộc à? Thế con cho vào làm gì đây? Om sấu. Om sấu gì? Lấy cái lòng mề để nộm mấy bí chuối nhá, hay là cây chuối? Cây chuối à? Ăn nó mát hơn à? Anh em bắt đầu bằng một cái cánh nhá. Đây là anh em đang băm cái nhân tiết canh nhá. Thì anh em làm hai cổ để đánh tiết canh. Hôm nay anh em đánh ngan đen nhá, ngan trâu. Thế này là gia vị nhá. Này gồm có tỏi, sả, hành, khô và ớt. Để anh em cho vào tiết canh nhá. Và các món. Thì trong đó hôm nay anh em sẽ làm về món ngan luộc và ngan nấu với quả sấu nhá. Om sấu. Đây, hai con ngan mái già. Này à, món đánh tiết canh này là chú Tú Béo đang phụ trách nhá. À. Món này là lâu nhất ấy. Ngan già nên băm nó hơi lâu. Đây là đĩa gia vị các loại. Đĩa gia vị luôn. Tối vặt thêm ít cái lá rổi nước nhá. Ăn tiết canh thơm. Bên ngoài này là đậu bếp Thanh nhá. Vẫn đang phụ trách cái món lòng mề để cho nộm cây chuối tối nay nhá. Còn ngan đã thịt xong rồi. Giờ đây bên này thì anh em đang băm nhân tiết canh. Dao này hơi nặng băm tiết canh. Dao này dành cho băm xương thôi. Cần cho thành nặng tay. Băm này thì chắc thật nặng quá. Bên này là đầu bếp Thanh bắt đầu xử lý cái con ngan này để nấu với món quả sấu nhá, om sấu. Ngan om sấu ạ. Đây anh em bắt đầu om. Cái con ngan này anh em sẽ làm cho món om sấu nhá. Đây là món quả sấu nhá, anh em để trong tủ lạnh lòng đá. Cái này nấu thì để được lâu. Không có con dao khác à? Băm xong này đi chặt lấy cây chuối không phải hái là nộm là coi như là xong đấy. Ướp hết cái này sẵn đi cho xấu. Có tỏi ớt các thứ nhá. Thịt gì đỏ lư vậy. Ngàn quá giả. Tỏi, hành,
Bây giờ anh em bắt đầu cho gia vị vào cái món tiết canh nhé. Này tỏi, hành, ớt. Cho tỏi nhiều, hành khô, hành khô. Mái vào. Đánh nửa bát cũng được mà. Hành cho vào nhiều thêm tí hành. Có lấy cái gì? Ăn nhiều hành càng thơm sao? Xem thiếu gì nữa để mua đi tiểu này. Chanh, lạc, rảnh chưa? Đây nha, anh em đang bằm nốt cái cho cái gia vị vào nữa là xong cái món tiết canh. Đây chị Tú xong là đem xào luôn nhá. Hôm nay phải chắc chắn được cái món tiết canh này đấy. Đầu tháng ăn cho nó đỏ. Hôm nay là mùng mấy rồi nhỉ? Đầu tháng. Cái đấy thái ra để xào nhá, cho vào làm nộm. Thôi chú thái luôn kìa đi. Thái ớt mới xả để ướp cái quả sấu luôn, ướp gia vị cái món om sấu, vịt om ngan om sấu luôn chứ. Rồi giờ anh em bắt đầu đem đi đánh đi rang cái nhân tiết canh nhá. Chú Tú sẽ phụ trách cái món cuối cùng là đi rang nhá. Xong là chú Tú phụ trách luôn đánh cái tiết canh luôn. Hôm nay là phải đánh bằng được được thôi. Đây giờ anh em bắt đầu cho cái ngan vào nồi để thái gia vị để ướp trong đơn nhá. Cái này là ngan om sấu của buổi chiều hôm nay. Một con anh em cho vào luộc, một con anh em cho vào om sấu. Xả đi, hành, sấu. Rồi cho thế đâu, vừa đâu, gia vị cho vừa tầm, ấy cho sấu rồi nữa, cho nhiều nhiều, không cần phải ấy đâu, tí nó vào đây nó ấy luôn, vào đá này nó tí nó tan đá là nhát là nó ngũ ra luôn, sấu rồi dễ, cho nữa, thế thôi, chưa chưa, chua nó mới ngon ngon chứ. Vịt om sấu phải có sấu chứ. Đấy, giờ cho gia vị. Đây mì chính nhá. Súp này. Cái này anh em cũng cho súp mì chính nhá. Ồ. Tí nữa thái cho hai quả ớt rồi. Đây. Mì chính đâu nhỉ? Đây, sao ồ. Đây anh em cho nước mắm nhá. À, thái thêm ít ớt nữa, cho hai ba quả ớt vào nó ngon. Tiết canh nhỉ. Rồi, thì anh em bắt đầu ướp nhá. Để tí nữa cho lên om nhá. Xong đĩa. Đây, xong. Bát món vịt om sấu. À ngan om sấu. Ngăn bản, ngăn sao đấy. Bây giờ anh em bắt đầu rang cái nhân tiết canh ngan của buổi chiều hôm nay nhé. Hôm nay anh em thịt hai con, lấy hai cái xương cổ và xương sống để đánh cái món tiết canh nhé. Đây là món ngan đen nhé. Hôm nay xem món tiết xem ổn chưa. Ui dồi, hôm nay hạng như này quá chuẩn rồi. Có anh thịt hai rồi, của em đỏ lừ đấy này. Tiết của em cái gì ạ? Tí nữa, nói chung là phải được. Đấy, tiết đỏ lư, quá hồng hào, quá đẹp. Còn đây giờ anh em đang chú Tú nhá. Đấy. Đang phụ trách làm nốt cái món này. Cho nó khô đi. Đấy, nhân ớt cái đỏ lên chưa? Quá nhiều ớt đấy. Ăn phải cái cay này nó mới ngon. Hôm nay được tiết được thì lợn nhân nó ít nhỉ. Chỗ này được 5-6 bát rồi. Thế thoải mái triển. Buổi tối đầu tháng làm, mấy người làm mấy bát này là ngon lắm rồi. Cho nó đỏ vào tháng. Đây là món nhân tiết canh anh em đã rang xong nhá. Bây giờ anh em cho vào để
cho ra bát cho nó nguội, anh em bắt đầu triển khai đánh cái món tiết canh ngăn bảng ngăn đen nhé. Đấy. Chỗ em thì gọi là ngăn trâu, có nơi thì gọi là ngăn đen ngăn sao đấy. Đây là ngăn đen tuyền luôn nhé. Hôm nay là con này, hai con này ngăn mái, anh em đánh được khoảng 5-6 bát tiết canh, anh em đánh mấy người bát quá ngon. Bây giờ anh em bắt đầu cho mì chính nhé, để hãm cái món tiết canh này thì anh em cho mì chính, cái kia ở tiết thì anh em hãm bằng nước mắm rồi. Giờ anh em hớt cái nước mặn ở trên, lấy cái tiết bên dưới. Nhẹ nhàng. Bây giờ anh em đã hớt xong nhé, bắt đầu triển khai đánh cái món tiết canh. Đem cái mâm nhân đây. Đây anh em đánh 1-1 nhé. Đấy. Chú đánh mặt kia 1-3 nữa. Đấy, cứ đánh thôi. Đánh luôn. Này đánh cho hai. Anh em đã hoàn thiện cái món tiết canh ngan của buổi chiều hôm nay nhé. Đấy, xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Đây là một mâm tiết canh đã hoàn chỉnh nhé, thưa quý vị khán giả nhé. Bây giờ anh em đã đánh hoàn thiện và hôm nay đã được đông, đã thành công. Đấy. Hôm nay anh em là đầu tháng triển khai làm cái món tiết canh ngan bản, ngan đen đấy. Rồi anh em xào cái món lòng mề nhá, để đánh làm nộm cây chuối. Cho muối mắm luôn cho vừa thôi em nhé, tí nữa còn ở trong chuối nó vào mặn. Đối với Thanh nhá, đang thái món cây chuối để làm nộm nha. Cái này ngày xưa các cụ thì hay thái cho cho mấy quả chanh ở đây. Hai quả. Cho cái này anh em sẽ cho cái nước lã nha, cho chanh vào trong này để cho nó chuối nó trắng nha. Này cho thêm nước vào nữa đi, ít nước quá. Thưa quý vị khán giả nha, đây là anh em đang luộc con ngan này đấy nha. Đấy, ngan này anh em luộc một con này, anh em cho luộc một con này, anh em đánh cho vào nồi om sấu, om quả sấu đấy. Này hai con ngan mái. Còn lại anh em lấy cái xương sống và xương cổ đánh cái món tiết canh. Còn một con thì cho vào nấu luộc xả. Xin mời quý vị khán giả thân mến vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến đồ ăn của buổi chiều này. Hãy vào đăng ký và ủng hộ anh em nhé. Chúng em xin cảm ơn. Vịt om sấu giờ đã ướp xong rồi. Bây giờ mình ăn đi om. Bây giờ cho thêm mỡ vào cho nó lại. Con vịt giờ anh em đã luộc xong rồi nhé, con ngan.
làm. Đây. Đây nồi vịt ngan ông xấu đây. Sắp chín rồi. Con ngan này nó hơi già nên anh em sẽ òm lâu một chút. Đây mình có một ít đao này nữa. Giờ mình sẽ cho luộc vào nước ngan cho nó ngọt. Bí đao mà luộc cái nước ngan này thì quá là ngọt luôn. Thưa quý vị khán giả nha, giờ là anh em bắt đầu cho đồ lên để ngồi bữa tối hôm nay anh em giao lưu nhá. Đây là món ngan om sấu nhá, om quả sấu đấy. Con này chắc được 2 bát thôi. Đủ 2 bát loa. Đây con ngan mái nên được ít thịt hơn. Cái kia món gì đây? À đây. Bí nấu bí xanh à? Nấu nước à? Bí xanh nhá, nấu với nước ngan luộc. Thưa quý vị khán giả nhé, buổi chiều hôm nay anh em ba anh em làm về món hai con ngan đen để anh em làm các đồ ăn của buổi tối hôm nay nhé. Đầu tiên là không thể thiếu đó là món tiết canh nhé. Đây, tiết canh này anh em đánh nhé. Độc cứng nha. Có các món tiếp theo đó là món ngan luộc này. Đây là món ngan luộc nha. Và đây là món thịt ngan om quả sấu này. Và ngoài này là món này là món cây chuối nộm mấy lòng mề ngan. Còn canh bí đao nữa. Xin mời toàn thể quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em trong buổi tối hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Giờ anh em bắt đầu triển khai dùng bữa tối. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em nhé. Hôm nay anh em làm về các món nhé. Đấy, tiết canh và thịt ngan luộc, ngan nấu giả cầy, ngan om quả sấu. Đâu nhờ cả nhà thôi. Giang ơi. Thế nào? Ăn đi anh ơi. Chén đi. Thử nào. Đây là món ngan om sấu này. Nhưng mà sẽ khô hơn so với thịt đấy. Cái này kiểu mỗi nái 15 con thôi nè. Đâu. Chứ có là thịt đâu. Chỗ nào cũng xe đấy. Cá nhạt anh ơi. Biển đi. Đây bên biển về nhỉ.
xem này là con cơm. Thịt nạc. Đậu này cũng mắm tôm chấm cũng ngon. Đậu mắm tôm chấm ngon nhỉ. Kìa Hiếu à, đang ăn thi nhau Hiếu đây. Mắm chua chấm ăn hai thế. Ăn được mà. Xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Giờ anh em bắt đầu triển khai món tiết canh nhé. Chú ăn bắt đầy hay bắt vơi? Em bắt vơi. Không, đã thế thì phải đầy. Không chia. Mọi người ăn nướng nó phải thoải mái. Ờ, chanh đâu nhỉ? Đây. Hải ơi. Chuyển ngoài thoải mái. Ông làm bắt tiết canh chứ? Đường bắt. Đây đây, chuyển đâu bắt vơi. Đang lịch lạc đây một đĩa em ơi, này mấy anh em chia đi, chia ăn đi, ăn luôn đi đấy. Tại chú lâu không sang đấy, anh các anh em nó quan tâm thế này nữa. Lợn nó không đẻ, ta bắt phải thằng đẻ. Anh ơi. Thôi. Em thằng em đẻ rồi. Ăn chưa ngắm lợn sao. Ok, anh em sang xong. Đây chú thử đây. Đấy, tiết canh hôm nay đánh nhá. Quá đông luôn đây, anh em cho chanh vào nó mới có nước nha. Thế nào cho cảm nhận, cho cảm nhận. Ok nhá. Bây giờ anh em bắt đầu triển khai nhá, món tiết canh nhá. Đấy. Với rau thơm cứ cho vào nhá, ăn uống thoải mái nhá. Đây bên nào. Ăn đi cứ thoải mái mà ăn. Còn hai bát thôi mà ăn đi. Tôi phải ăn lạc đấy. Anh Trọng ơi. Chuyển đi. Ồ ăn. Ngan đen nha, ngan trâu đấy, không phải là ngan trắng hay kia kia đây, ngan trâu cực hiếm luôn. Ngan đây nhà Tú nó có một vườn ngan đây. Thế là ngan nha. Đâu? Tôi làm việc đây. Rồi. Nha. Đấy nha, tiết canh này đánh mà đánh từ chiều đấy nha, đánh hôm nay là tầm 4 giờ nhỉ chú Tú nhỉ, đánh từ 4 giờ đấy mà đến bây giờ đấy. Đâu Hải đâu rồi, Trọng đâu? Đây. Anh em chuyển luôn đây. Ăn thôi có thơm nha. Đấy, lạc là anh em tự phải bóc nha. Rồi. Có bát chia ba, cứ bát làm một bát. Em ăn nửa rồi mà. Ăn nửa. Nửa đi. Ăn một nửa. Tiết canh lấy đũa xúc đàng hoàng nha. Chứ không phải tiết canh lấy thìa nha. Hôm nay là anh em lấy bằng đũa luôn đấy. Đấy nha, cấm được nhường nhau nha. Nhường nhau mai thì tiếp đấy nha. Thôi mời ông nào chê thôi. Để em xử lý nốt. Em đánh cái quan đầu đó. Bỏ nó đi vô đây. Hôm nay có băm xương có to không? Hôm nay băm nguyên ngọn cánh nha, toàn xương. Xương cổ và xương sống thôi. Xin chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em làm về món ngan và món tiết canh ngan. Giờ cũng cuối bữa rồi, em xin là tạm dừng video đây. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Hãy vào đăng ký kênh ẩm thực Tiến Quang. Hãy đăng ký và ủng hộ anh em. Đây, món tiết canh hôm nay đã chạy xong nhé. Hay buổi chiều nay anh em làm hai mâm thôi. Hôm nay mày sang cái canh cái đông nó không mày. Đây là món cá rán đã xong. Và giờ món đậu chiên. Đậu rán được nhỉ? Rán được hoặc chiên được. Đậu nấu canh. Được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chặt cá mình. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Buổi chiều hôm nay anh em sẽ chế biến về món cầy tơ 7 món. Xin mời tất cả quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cũng như chế biến đồ ăn cùng với anh em chúng em. Vẫn chưa ra. Vì cái lông vẫn còn này. Đồng cái vẫn còn này. Nó vẫn không hết được đâu, nhưng mà có nghĩa là lót lên này trở về vẫn phải kho qua chứ. Mình cứ để nó chín một tí, đừng vớt nó vội, nó không đâm đâu mà hốt. Không đâm đâu, anh cứ để. Nguyên nướng ấy mà thôi. Nếu mà nó làm rồi nữa. Có cả xào lăn luôn. Nếu thích xào lăn có xào lăn. Thảo mâm thoải mái. Cho vào luộc thôi. Ok. Nếu còn đủ luộc thì cho sau luộc thôi. Thoải mái luôn. Xương thì thoải mái rồi, thế bóc bẹ sườn nữa. Không bóc sườn đâu. Đừng có chặt cả bên ngon. Chặt cả bên ngon. Để cả xương giống như vân vân. Để chặt cả bên ngon. Anh cũng hay nhiều vậy. Em không biết tôi thẳng. Ở đâu chỉ cò, nó không phải cắt hết mà hết mà. Ôi anh đau rồi. Không muốn quên nữa đi. Chỉ dùng đâu 30 miếng vào phăng. Cái đồ này cái ông rồi không biết sợ. Cái cái đơn giản đấy nhá. Nó cứng đấy, tao bảo nó đơn giản đâu. Phương là tích toàn củ tỏi đây. Con cá đây này, thì con cá đây là cái đầu đúng đấy, đúng là tạm đấy. Đúng, em là 2 miếng này, xong 2 miếng. Con cá miếng không? Tôi là cá đấy. Em đây trời mưa nhá, anh em làm món gâu gâu đây. Rồi chú ơi, dạ. Cảm ơn anh đấy. Đấy thì hẳn châu. Bà chưa xem rau để làm rồi chó có chưa? Rau làm rồi chó có chưa? Mày nơi chú chưa chỗ nhẹ lâu rồi. Mày, dạo mày chơi chú chú nặng để còn lắm lông này. Vừa đêm lại còn lắm lông á. Bây giờ để em nhìn đi ra, lấy đồ đi mua luôn đi, đi lấy đi, trả lấy giò mua luôn đi. Anh Bình là sau sinh nhật vợ sắp đến là học hỏi nha. Thôi. Anh chỉ thế thôi đấy nhỉ. Làm một cái lợn rừng là xong. Chào đáng nhé. Đến đây không bảo gì. Nhân viên ai biết. Anh lọc với 4 6 đùi này làm hấp nhé. Hấp. Ra cái mảng nó chắc là cộng thêm cái này nữa. Hấp à. Nướng làm món 3 món rồi à? Rượu mặn. Hấp mới là nhiều mặn mới nướng à. Nhưng bạn băng kia thoải mái. Cái xương sườn thấu xương là ngon.
này gần gần cho nấu rượu mặn. Lên nướng nhỉ? Mày rửa cho ba. Lão Phương ơi, cho mỗi chí quả dừa tươi cho xin quả nhá. Một quả đó. Không được. Mới là cốt dừa. Dừa đâu, dừa ngon như cốt. Cốt hăng lắm. Chết ơi. Cốt nó ngọt. Cốt hăng. Nó như quả. Để đấy nhá, để đấy. Để đâu chú ơi? Đấy, để dưới chân đắp vung vào. Tí nữa không vậy. Ngon. Đây là món lòng chó nha, anh em sẽ làm món lòng dồi nha. Bấm này à? Bản này. Ơi, à dùng mận à? À, tưởng. Chú cứ làm nước nha. Ông nói. Mình đi về cái cổng là dưỡng bảo là phải nghỉ hết. Không nghỉ bắt phải nghỉ. Đi làm mẹ người đi ạ, trong này nó để ít xương cho nó cái chuối. Đó đấy. Các bạn này. Ống 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 chân. Đúng rồi. Đây bộ chân thế này mà. Cho vào xuống. À cho vào. 31 à. Chuyện người ta. Rồi nha. Xem 92 đấy nhá. Ngoài. Muốn mình à? Ai nè. Thiết. Chạy mất đi ăn. 2 tuổi. Đời sống đầu kiểu nào. Thiết tuổi gì? Thiết thì là màu đó. Đây cái đấy nó ngoài quá cho cái nặng lấy tôi hết. Cái đấy cho xương này. Mệt mà. Nó ấy lắm. Đấy như cho đấy ướp à thôi để đấy để cho bận cho đấy. Cái xương này nấu cái gì đây? Xương nấu đu đủ rồi. Đu đủ đấy là dùng bận đấy không phải xương đâu. Rồi, okay.
Đây cho anh em ướp, bắt đầu ướp nhé. Cái này là món rượu mặn. Này phải riêng mẻ mắm tôm. Tí cho rồi. Cho cái nồi luộc kia ướp ở đấy ngập tí cho nồi luộc. Đây là nồi xương chó nhé, để anh em bắt đầu nấu canh đu đủ buổi tối này. Nhưng mà xin mời toàn thể quý khán giả và tôi nói là thưởng thức cùng anh em nhé. Biết rồi đấy. Đây là giấm mẻ. Đây anh em bây giờ giã riềng nhé, để cho vào cái món ướp thịt chản nướng của thịt châu Âu nhé, và món rượu mận. Riềng anh em tự làm, tự trồng, tự giã nha. Cả say rồi, gọi điện cho nói nó. Anh em bắt đầu ướp cái món chản nướng ạ. Cái này riềng mẻ mắm tôm nhé. Cái này anh em cho chi dầu rán vào nữa để cho nó thấm gia vị. Đây giờ anh em bắt đầu ướp cái món rượu mận nhé. Cái này hôm nay anh em mưa gió làm cái rượu mận, có cái này cũng riềng mẻ mắm tôm. Cái này là ướp cả cái món hấp vào đây luôn nhé. Cần riêng nhiều hơn. Cho ớt đi. Tăm ớt. Mấy khoảng phải. Không cần tăm đâu. Đà quả vào đây. Đà quả lấu nó như mà. Mơ tía nha.
đấy, giờ chờ đỗ nữa là rang lên nữa là bắt đầu mình cho vào xả. Cái này thì anh em phải cho cả xả và riềng nhá, cho vào cái nhân làm nóng rồi này. Cái này là món xương chó nhá, anh em nấu với canh quả đu đủ xanh nhá. Cái này xào thì cũng riềng mẻ mắm tôm này. Đây là món cá rán nhé, đây là món người đẹp đang làm đấy. Bỏ bớt nước đi, bỏ bớt nước. Anh đổ bớt nước đi. Không phải để muốn lấy cái nước thì cho bao nhiêu mà không? Ai chẳng biết, nhưng mà đổ bớt đi. Không có con này vào rồi. Cho hết rồi. Thừa mình cho nhiều mọn cho nó ngon. Quên gì đâu, con này bé. Cho rồi chứ, mì chính muối chứ. Cho hết rồi. Chỉ đúng chưa? Cho rồi, bác cho rồi. Tí nữa quên nhé. Bác cho rồi. Đây rồi, lấy tay đảo lên nữa nhanh. Từ nào chẳng phải bỏ tay vào để rồi. Hay buộc chưa? Chưa. Mấy muốn tạo chưa? Bóp, này cho luôn nồi canh xương luộc luôn. Bảo em bây giờ vào lấy cái bộ hầm hấp ấy, cho cái nồi canh xương đi hấp như cái đấy cho nồi canh xương chứ. Bây giờ nó để vào cái nồi. Em cứ vuốt tầm đáy đi để anh vuốt cái này ra. Không bắn than đâu nhỉ? Không bắn than đâu nhỉ? Thôi đấy, bắn cái này bắn cháy đi. Cái bài bắn ngô này đi bắn ngô. Vâng, phải anh Phú gọi cho anh Thành nhé. Nghe là có con này. Quẩy á? Vâng. Cái này bán cho túi à? Khang qua đá cho mình đi cho đấy. Chúng tôi muốn có bơm này không? Đúng không? Thoải mái. Chủ. Còn là cháu cũng đứng trong kia đúng không? Đừng vứt. Đây, đi đây. Xong rồi mình vứt. Đó, nó vứt qua nó đi. Đấy, đấy, vui vui nó không có cái này rồi. Đây chơi mang sông à? Hết. Hết.
Đây là món rượu mận nhá, thưa quý vị giả nhá. Đấy. Rồi các món của buổi chiều hôm nay anh em làm tổng hợp về món gâu gâu ạ. Còn đây là món da trâu. Ôi, thế lòng chó này sao không đấy chưa? Ổn chưa? Chọc chưa? Đây là nồi canh xương, anh em luộc thịt và cái bộ lòng chó nhé. Ai hư đây? Được rồi, được rồi, được rồi. Nó nứt hết phải không? Cháu ở lên mùn. Đây là món cá rán đã xong. Và giờ là món đậu chiên. Đậu rán được nhỉ? Rán được hoặc chiên được. Bây giờ anh em bắt đầu vớt cái lòng ra nhé. Sao cái gan đâu? Ở đấy chín rồi. Thế được không? Đây anh em đã hoàn thiện nhé, món luộc và món lòng rồi. Sao không phải ra đâu, đây nó mới giàu nhanh được. Chịu khói được mới giàu. Đây là anh em bắt đầu bày cỗ nhá. Buổi chiều nay anh em làm về thịt cầy. Đây có cả thêm thịt gà nhá và giò chả này. Còn đây là món dồi chó và món thịt chó luộc. Da trâu thái chưa anh? Thái. Ui cẩn thận ơi. Ui cẩn thận con dao. Em sao thái ở chỗ nào không thái lại thái. Này tía cho mầm kia hết rồi, không phải đĩa kia không phải không? Nếm miếng được không? Có nhanh em đâu. Mình cứ nếm đi. Ăn hết đi em đâu. Cái này thì nó chung nữa. Phải thế. Ờ đúng rồi, để ý kìa. Ôi trời đồ ơi. Nó loại là nếm kia để ra thôi. Ừ. Thơm hết. Có ăn đi nhảy vào. Đây là hôm nay là thịt luộc này, thịt nướng chả nướng này và lòng dồi. Ơ gan thái chưa Tú ơi? Thái hết trong này rồi. Không để con ra. Giờ bên đậu kia cho vào đây luôn đi. Đậu rồi. Cho là mâm luôn đi. Cho là chủ. Lại tập trung ăn uống.
Hôm nay sinh thần vợ Phương. Đấy là siêu to khổng lồ. Toàn ơi, xong đi chế than cho bếp kia để đi chơi thì thấy có ăn. Đây là gia vị nhá, để anh em cho vào cái món da trâu nộm. Cái lọ ớt rồi, cho xin cái lọ ớt, mượn lọ ớt nữa. Này là anh em gia vị thì gồm có tỏi với ớt và lá rau mùi gai nhé. Quý vị khán giả nhá, giờ anh em bắt đầu cho cái chả. Hôm nay anh em gầy tơ 7 món nhá. Hôm nay anh em làm món chả nướng nhá. Cái này là anh em đã ra gần hoàn thiện các món nhé. Thì hôm nay có chả này, lợn này, thịt chó thì có chả nướng này, lòng dồi này, và món rượu mận này, và món thịt luộc, còn có cả gà, có đậu. Đây là anh em chế thêm các món thêm vào trong này nhé. Thì để mâm là thành mẹt, nhưng mà không có mẹt thì anh em cho vào mâm, phải là chuối ạ. Anh em đây làm tổng 6 mâm nhé. Kìa dưới kia 2 mâm là bên kia. Đấy. Ờ, tỏi với lại gia vị ấy thôi. Cái món chả nướng này anh em đã gần hoàn thiện nhé. Xin mời toàn thể quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Hôm nay anh em làm về mưa, anh em làm về món cây tơ 7 món ạ. Cho lên mẹt nhé. Món này là món cuối cùng ạ. Cái rượu mận cho cái viết vào chưa? Cháy rồi. Không bao giờ cháy. Che vào chứ không bảo không có tí nữa đâu. Tối là giờ này không có đâu. Đây đậu rồi thầy. Tí nữa thầy. Nó còn cãi. Cho thêm. Anh thấy vừa thế là vừa. Ra đây để luộc, để tí nữa trên bếp để luộc luôn. Vậy thế xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Buổi chiều hôm nay anh em làm về món cầy tơ 7 món nhé, và các món tổng hợp anh em cho vào mâm nhé. Nhưng hôm nay đáng nhẽ là mệt nên không có. Đây, buổi chiều nay anh em làm 6 mâm, 7 mâm. Này thì gồm có chả này, thịt gà, chả nướng, thịt luộc, thịt chó luộc nhá. Và món lòng, và món bát rượu mận, cá rán, đậu, nướng và bún. Anh em đã làm xong các món rồi. Xin mời toàn thể quý vị khán giả theo dõi và thưởng thức cùng anh em ạ. Đây em xin tạm dừng video đây nhé. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh. Hãy vào đăng ký và ủng hộ anh em ạ. Về
Này anh em có công việc. Sáng bị đâu vậy nhỉ? Đi ngồi xuống, ngồi xuống đi. Đi nhiều là được ớt đấy đấy. Ớt tươi cả. Ngồi anh Tám có tin nói thế mình quan tâm tốt được. Nhưng mà được ta mời các bác. Xin chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em khai phá được hố cầy nhé. Ở đây đi rừng nhé. Đây này, hố cầy rồi. Không biết con gì nhá. Đây là có rỗng nó đi đây. Đấy, rỗng nó đi nhặn thứ này. Đây này. Đây này, rỗng. Đây đống đất thì to đùng. Rồi anh em bắt đầu khai phá nhá, đào con này nhá. Đấy. Không biết là cầy gì đây. Gọi đi. Gọi xa nữa đi. Đấy chưa? Đây rồi. Đào vào gốc cây nó đi. Phát ra hố sâu sâu rồi xong là anh em bắt đầu đào xong bắt đầu khi hun phát nó để lùn đấy. Bới nó nhanh. Đúng rồi. Hất chân lên này. Rồi nó vào hầm to này cả. Nó ở đây rồi mới toanh. Bây giờ có con chó săn nào ở đây. Chó săn đây. Rồi cứ để đấy, con để ra ngoài đây bộ. Để ra ngoài đây. Không nó bùi mất. Cứ để ra ngoài tí nữa lại sao. Chúng tình đấy là nhiều ấy. Sâu lắm. Cả một cái đòn gánh vào hết trong ấy. Thế thì cứ đào sâu đây để hun. Hộ nhau đào đi. Đào cái này để ra. Đào bỏ cái cây, chém cái cây đi. Đào rộng ra. Nó mới ở đây mà. Mới thôi. Là mới quét lại à? Không, một gẳng khối đất ở đây rồi. Mới toanh. Chứ cả giống rỗng chân chỗ sau Vinh ấy là nhẵn đi rồi. Nó ở trên kia mé kia xuống đây. Ờ đấy, nhẵn đi rồi mà vẫn còn mới toanh mà. Cạm có không được đâu. Đúng rồi. Cứ đào đi, đào đi. Hộ nhau đào đi. Tí nữa khác có người ra thêm. Không, nhím rừng. Nhím đuôi giờ đẩy. À, sao? Hay là lợn rừng. Lợn rừng nhà thống. Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến nhé. Hôm nay anh em sẽ chế biến về các món nhím tổng hợp. Xin mời toàn thể quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức nhé. Cân đâu đặt ngoài lên nhát thì hết lần ngay khi khay bị nhát ra rồi. Nhà không thiếu cân. Đồn nửa thùng sơn thôi. Đây rồi anh em bắt đầu chế biến nhá. Cái này thì phải làm lông nhá. Cái lông này rất sắc. Lấy ra lông này dễ đâu. Xoay phát ra thôi. Đúng đầu ở trước hay đít trước? Đầu đi. Thôi. Ba anh em ở kia đang xử lý con nhím này nhá. Hôm nay anh em bắt được con nhím này cũng rất là giả này. Nuôi được 3-4 năm rồi. Đây anh em sẽ làm 4-5 món với con nhím này. Đây em vừa định săn về. Chuột.
Vứt. Làm phúc này cứ để cho nồi luộc. Ừ thế thôi. Đỡ phải rồi. Có gừng với xả. Để xem còn cái bao đó không sọc ra cả. Chứng tỏ nó vẫn lên chỗ ý nhỉ, vẫn lên chỗ đấy. Đây là bộ lòng con nhím này. Phát sao chạy vẫn lên cái lồi đấy đang làm. To đấy nhỉ. Đây, bộ to đấy. Bộ lòng to đấy. Bồi được 3 cân không? Hơn đấy. Ta phải kiếm cái ghế. Ơ gọi thằng Thám. Xe rồi. Chạy xe nó phải về chứ. Thế là bảo là lọc chưa đi. Hai bài để lọc ấy rồi. Ơ có ít đỗ nào không em? Đỗ quá. Ừ, đỗ không đâu. Thổ này. Lấy đâu ra mỡ. Thổ lâu chứ thấy. Hả? Thổ lâu chứ. Ờ tính vị trí vào hơn năm rồi. Hơn năm rồi. Ừ. Nếu anh biết nhỉ? Ờ, chứ có anh biết. Người được chó, có 4 con này. Có 2 chân. Đây gia vị để tí nữa nấu với con nhím này. Gừng, nghệ, xả. Rồi còn 2 đầu bếp đang lọc. Ta tìm mật xem có. Mật đây này. Nhưng mà không có tí mật nào. Có mật à? Có túi mật. Có mật chưa? Mật. Đây, túi mật đây. Đó. Đây. Nó hít vào trong nó cái xanh xanh kia hả? Có cái này mà. Cái túi mật thì nó hít mẹ vào ngàn. Có túi mật. Đéo nó ăn sẵn ăn chết không? Có mật. Đéo nuôi ở cái hốc thổng ra được. Thì phải sống ra rồi thì mình mới có được chứ. Mẹ tiếc lắm mình nhỉ. Giống nuôi lâu. Ừ. Này chắc nuôi bố mẹ đúng không? Chỗ này con bố rồi. Con bố không có mẹ. Con mẹ nó nuôi cho con gì? Sảy nó gì? Làm chuồng chứ không cẩn thận nhé. Đúng rồi. Thì sảy nó mới tốt đấy. Sảy nó ta mới ăn chứ. Còn con kia hôm nay mang chó lên sẽ ăn nốt. Cho anh mượn con dao nhọn tí nào. Cái này nó làm hang đấy nhỉ? Làm hang. Đâu, dao nhọn đâu anh mượn cái nào. Anh lần trước con chó nhà em bị một... ra hơn năm rồi. Trong khi anh em đang lọc nhà để chế biến các món đây. Ờ xương nó quanh đỗ. Nấu cái gì ngon được? Không cần ngâm đâu. Ừ, đỗ không cần ngâm đâu. Không, tưới nữa đun xương, xào xương nước vào ngoài. Không làm đỗ đúng không? Ui, ỉa ra quần. Ăn cả lông. Là gì anh đã được ăn thế? Đấy, đói à? Con kia có 8 cân nên mệt.
Thế là ngon rồi. Không, bỏ sao lăn đi. Mỗi nướng tảng mới nướng ấy thôi. Hôm kia đang đốt lửa để nướng, làm món thịt nướng. Hay hay không bỏ xương đi để tao đem về cho chó. Cho chó. Để chó không ăn tao ăn. Cật đâu, có hai con cà để trong đấy đấy. Đúng rồi. Bộ con làm là khoảng lâu thích mà. Về tí đấy xuống không? Có anh. Hợi hợi vừa đây về đấy anh. Về của khách. À, hai quả này mà còn sống nha, bằm mà thịt canh gì. Đấy nhá, em bắt con này xong mang đi bán mua con khác về ăn nhỉ. Ừ. Mua thứ gì khác. Bán vẹ ra ngoài. Có tiết canh không? Đi hết được vài đồng. Mấy củ ấy chứ? 2 củ rưỡi à? 10 cân là... Bao tiền cân bây giờ ấy? Giờ 300 nghìn cân à? Nhưng mà đấy là nhím nuôi đấy nhá. Còn rừng thì nó khác lắm. Nhưng mà cuộc đời em đi săn em chưa bao giờ có mỗi rắn đi săn rắn này nó rắn. Rắn tao dạo này em bắt được con nào tao thịt hết. Tao chả có bán. Lại bắt đầu. Thế là mình làm đây hả? Cũng đi cùng. Đây là nhiều thịt nhỉ. Nướng này chính là nướng tặng hết hay là nướng xiên? Là xiên cả tảng em ơi. Mẹ xiên. Tảng đi. Tảng để... Tái à? Tảng làm tái thì phải... Tái phải làm nhạc nhạc đấy kì. Đùi đùi. Đùi có vai ấy. Đùi với vai. Đây đây. Làm ở đấy. Đây là vai. À, đùi đây nhỉ. Đùi chứ nhỉ. Đùi đấy. Sạch về. Mấy con không biết. Làm 3 món á. Cái gì? Làm 3 món. Đủ 2 mâm không? Thoải mái mà. 2 mâm nhưng mà mỗi mâm mình làm 3 đĩa. Cho nó gắp cho nó dễ ăn. Đây là tái à? Đấy. Tái này, đây là hấp này. Đây là nướng à? Ừ. Cái này hấp à? Đâu, cái này là cái gì đấy? Hấp đây đây, hấp mỗi này hả? Hấp đây. Cho cái mặt này là hấp đi. Chứng tỏ nó ăn này có đồ ăn nó no lắm. Nhiều. Rất nhiều đồ ăn cho nó nha. No cực. Hấp nó nhiều nhiều mà. Hấp mình nướng cho nhiều. Hấp kiệt. Tái đây. Nướng đây. Bây giờ ba tay ba dao ấy nhỉ. Vâng. Ba thứ một chung một thứ thôi. Đồng ý rồi. Bây giờ 4. 2, 5. Này nếu gọi nếu ấy thì gọi ông A này nhỉ. Anh không nhanh đâu. Thế rồi nó lại tay. Chỉ có hai tay thôi mà. Thật. Đấy, còn cùng cốt cái nhảy qua mẹ qua còn cốt chứ rồi. Làm bọn anh quay nhá. Thế nào rồi? Tay nào lại buộc buộc rồi. Thì ôm làm tí thịt người ra. Ừ. Thiếu cái canh, thiếu cái tiết.
đồng nhân. Đây món lòng mình đã làm xong. Anh cho xà phòng lắm bọt đấy. Nó gì xà phòng nào? Để cho xà phòng một rửa. Cứ đổ đi. Ngon rồi đấy. Muối đâu nhỉ, cho anh tí muối làm nhỉ. À đây, cái lọ muối đây. Muối đây thôi. Đây là món xương nấu với đỗ. Đây xương nấu. Anh làm. Ơi, vào lấy cái gì ra đây để chứ? Làm quả mang cả cứt về. Lấy cái gì ra đây để nướng, mang cái để thái nướng này, để đựng cái nướng này. Đây món thịt hấp này, xả gừng. Xả lấy gừng này. Vào đây. Đây là món nướng tái. Nướng nguyên đùi. Hết trước à? Thôi em ạ, không phải hết nữa đâu. Để nữa đâu. Con sau là của em nhá. Ừ. Nên mình hấp dí mình hấp thêm tương này. Có công ngô thì nước công ngô được không? Được. Cái này là cái gì đây? Tôi mượn cái đổ này. Cái đấy là để... Chắc là thiệt còn than không thiệt? Nó có nhưng mà ở... Cái than sống ở ngoài lò ấy. Có mỗi than sống. Than sống á? Vâng. Đốt được không? Đốt được. Nhưng mà đốt nó hơi lâu thì không được. Ở... Lúc vào lò của cháu ấy, đầy. Lấy cái bao đi mà nhạt chưa? Ướp tí cho nó ngấm đi xong rồi cho lên hấp. Bỏ ăn món nó dễ dàng nhất là nó sẽ ngon nhất. Đồ chuẩn. Càng làm càng đơn giản càng ngon. Càng ngon thì càng tùng. Càng ăn thì càng ngon. Thế lòng nấu gì ấy? Canh đắng. Canh đắng. Sạch chưa? Được món vị đắng của lòng. Giống bọn này chứ gì đã biết. Mấy tay hôm nọ đi săn phục. Tình. Lấy rồi anh ạ, cái tiết làm cái gì chú biết. Đang bảo không có tiết. Chưa không đây với chị ạ. Được một tiết. Con con trước. Con này cũng được. Không. Đây này đâu rồi. Không anh ạ. Đồng anh em ạ. Thịt ăn hết. Chưa xuống đây với chị ạ. Rừng mẹ con tôm. Hey.
Đây món lòng này được thái ra để xào với thế mấy gừng này. Thái ra chăm bắt nồi hấp đi. Bắt nồi hấp dần đó. Được muốn nướng là lâu thôi. Muốn nướng lâu. Không bây giờ hấp nước à? Thấy cái cách thủy lâu lắm. Cho bia vào thôi. Cho bia vào. Cho bia vào hấp. Đổ nửa lon bia vào. Đun nhỏ nhỏ. Nó đỡ. Ngon. Thế thì xong rồi xếp xả dưới này là ấy đâu. Cứ thế để thế cũng được anh. Chả cái gì thì xếp đâu. Kệ cứ xếp chả dưới được mà cho nó đỡ. Không đổ bia nửa lon được. Đổ tí bia vào là xếp xả dưới. Đổ bia vào hấp. Hấp thủy lâu lắm. 1 giờ 12 giờ. Đây gọi là luộc. Cái đấy đang bảo thái ra để xào khế đây. Bằm là lưỡi to mẹ. Thử dần không? Làm dần thì thôi. Bây giờ cho món sơn lên xào nấu canh đỗ. Sơn cho đào qua quan nó thơm. Còn cái này là ta hấp với bia. Nhưng cho càng vào nó là sôi mình ra. Vung. Anh em đang đốt than nướng thịt đấy. Đây là món nướng tái. Cứ đừng lật vào đồ em, kệ. Đừng một bên thôi. Lật bên nữa là lấy được. Cái nào nó cháy nó hết. Đủ. Nhiệt cao. Cái đồ chỉ cháy cái ở ngoài. Ghép cái thịt cháy cháy tí luôn. Thế sao ai không đánh đi? Anh có chứ. Thưa quý vị khán giả nhé, đây là giờ anh em bắt đầu xiên cái món chả nướng nhé. Cái này là thịt nhím ạ. Đây, anh em bắt đầu con nhím thì anh em bắt đầu nướng các món này, nướng chả này, làm tái này, xào lòng xào mới khế chua, canh đỗ nấu xương và món thịt hấp bia. Xin mời toàn thể quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức đồ ăn của anh em hôm nay, chế biến của buổi trưa hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị khán giả. Đập được hai con à? Đập được hai con. Đọc nhau không báo cho người ta đi tìm anh nhỉ? Ừ. Không còn
cái gì để ưa của mày, cái vùng nồi thì ưa, cứ tìm cái vùng nồi. Cái vùng nồi. Thế là do nhà mình đấy. Cái con tròn giống cái nồi cầm luôn. Nhà ông nuôi nhiều không anh? À biết. Chắc nuôi một đôi xong nó đẻ ra cho nó xỏ hết đi rồi. Không, con này nó ra lâu rồi nó không có mỡ chứ bình thường nuôi lắm mỡ lắm. Béo. Nướng trước đi anh. Nướng trước đi. Có vỉ đâu gì? Thế có than được cái nướng không anh? Nướng vỉ, nướng vỉ. Xương sâu này tí nó khỏi rồi. Đó. Có cái này nó mỏng rồi, đảo rồi, thêm mấy phút nữa nó hấp nó đúng nó chín vừa tầm mà nó ăn nó ngon, nó không nó lại mềm quá. Thưa quý vị khán giả nhé, đây là anh em bắt đầu nướng cái tái và bắt đầu chuẩn bị cho vào phần nướng cái chả nướng của buổi trưa hôm nay. Anh em sẽ nướng về món thịt nhím làm tái và món nướng chả. Xin mời toàn thể quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức ạ. Ôi, thôi hôm nào lên. Rồi anh em giờ đã nướng sắp xong rồi. Thơm phết. Cái này thì nướng riềng với gừng là hợp hợp đấy. Quay đi. Đảo đi. Vàng rắc. Úi giời ơi. Ngọt lắm mẹ. Quá ngon. Bây giờ món thịt hấp đã xong, anh em đang thái cho lên đĩa. Thấy mỏng thế. À cái này là nộm đúng không? À cái này tái chứ nhỉ? Chưa thái thịt hấp. Cho thêm vào đây á. Tái thì có đi nhá. Chanh, xả,
cái rau thơm. Nên tứ thông rồi đó. Thật lắm. Alo. Gì đây? Thôi Thái sao được về như Tường Văn mà ăn cũng không ăn đâu. Đây ăn thịt nhím rồi. Ở nhà chú Duy ăn thịt nhím rồi, không ăn đâu. Bà ăn thịt nhím rồi không về. Tí về đánh nhau. Về kia ăn thịt lợn, ở đây ăn thịt nhím không ở nhà. Không. Nhà Tường Văn không ai làm móng ạ. Vâng. Thái được như 3 lần. Nè mùi đúng không ăn thì không xong. Chắc là gút. Thế bà thấy chưa, thiệt bà không có con phải không? Cháu ở ngoài này rồi ông ạ. Cháu ở ngoài nhà chú Duy rồi. Vâng. Quê mà ăn. Xong rồi ra đây ăn được đỡ tốn của người ta. Biết bao nhiêu người bỏ thấy không? Vì thế ít nhờ. Bao nhiêu người bỏ người ta ấy đậu lớn nhưng người ta mới xả 10 giờ đấy bố đậu rồi. Nên có 2 cây ấy. 2 cây ăn. Mấy chú mà chú đi lên đấy và. Bây giờ anh em lại thái món thịt hấp này. Con này kem ngon hơn con trước ấy. Ngon không? Hấp ngon hơn. Nó đang nóng ngon hơn. Tí nữa chấm tương. Cái chiếu tương đâu nhỉ? Đâu? Đấy ngon hơn nhiều. Sật nôn cái chỗ này nào. Nôn chỗ này nào. Thế nào? Chưa cùng hấp à? Nhà mình có điều kiện đi. Trước của nó em cũng được ăn được làm đâu. À thế. Cái món này đủ được nó hợp hấp biết tái cái quậy. Nó ăn anh ăn đi. Này. Ăn nóng quá. Đưa cho em đây. Miếng nóng mà nghe. Được. Ăn được. Nhưng gọi không đi đâu. Ra nó cũng giòn nhỉ. Giòn. Ừ. Vậy còn thêm quả đéo ngon thì phải biết ngon. Ơ đéo bên nào? Hôm nọ nó có lần trước nó cũng hấp này. Thái đôi nha. Thái dài quá. Đấy. Thái đôi xong rồi thái nhìn. Đúng rồi như thế xong là thái dày. Đấy. Dày ra. Bây giờ. Đấy đúng rồi. Đúng rồi đấy như thế. Thái đấy mới ngon. Nó vừa mồm. Anh có gì? Bên nữa nè. Cái gì? Thịt gì? Thì bắt được gần ăn đâu mình ấy. Thịt cây. Hả? Thì gần ăn đi. Để ăn thái là gì? Cũng được. Để nó nóng sẽ ngon hơn. Ta ăn hết chả cái này. Giải quyết mẹ được rồi đi. Bây giờ anh em làm động. Anh chưa? Chúng ta chưa có thể đấy. Huy đừng có cho hạt rồi. Ừ, rồi không ngon đâu. Mùi hát lắm. Hát lắm, bắt hết vị. Đang bắt cái hạt rồi đây. Hạt tiêu rồi. Cái đây phải ăn cái cành. À, chú Trang cũng đến lúc hạt tiêu đấy. Không ngửi, không ngửi hạt rồi đấy. Ơi. Có. Có đâu, tôi nhá. 19 chưa nhỉ? Cho rồi. Anh như là hạt tiêu. Cái này hạt tiêu à? Tiêu. Tiêu. Nhưng mà cho hạt tiêu vào thật đã. Cho vào đây. Từng trong nguyên vừng nó thay hạt tiêu rồi. Không ăn thì lấy vừng đấy. Không ăn vừng thì hạt tiêu. Rau răm phải đợi một tí thôi lên nhà. Rau răm là có rau răm. Không, rau răm với xào ấy thôi. Xào khế. Xào khế thôi. Không cần nữa. Cho nó không có xào nữa không này nhỉ? Đây ơi. Đây ăn chưa? Ơi. Có bộ ẩm hôm nay trượt rồi không ạ? Hả? Có bộ ẩm đi Hà Nội rồi. Đấy, rồi đi ấy rồi. Phú Thọ rồi phải không? Phú Thọ. Chính là cái cả khế vào đây được đúng không? Và này cũng đẹp ăn đúng không? Như thế rồi. Còn nghe
đậu vừng nhá, rang cái thơm để cho vào cho nó có mùi vị ăn đỡ ngấy. Đang làm một tay một con quay đấy, không phải đúng không? Bắn đấy nhỉ. Thám biết chứ vậy à? Giờ đã đến buổi trưa, anh em bắt đầu lên mâm, mời quý ăn giả còn ăn của anh em. Thank you.
Còn chút cách đấy nó không hãm được. Ờ, tiết nó bị ấy. Hãm ấy, tôi nhớ muối. Anh em trong cảo có chút cách nhưng không hãm được. Cái này cốc, từ từ cốc với anh. Cốc gì đây? Nước, nước. Nước thì nó nước. Đi, 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 đi. Bên đấy còn là bánh nữa, chị nữa. Vào đây. Đây đi cơ. Đi đây đây nhanh. Đi con. Xuống rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Cứ đây. Ờ. Đấy này nó ngon à. Lâm ngọt không ăn này. Nằm không ăn thôi, thôi thôi. Dính mùi như kiểu anh dính mũi mèo ấy. Hôm nay bây giờ bắt đầu chuyển đấy. Thì nhím mà nướng được ạ. Ờ, nướng anh. Ồ, nó có biết mùi là nó đã được tí mùi lông ở đâu. Đi ngồi đây chơi để nó chuyển lên. Có mùi lông biết gì đâu. Ngồi luôn đi. Con nó hỏi anh không được ăn đâu nhỉ? À, có đâu nhỉ? Có thấy gọi đâu, có hôm để ăn trộm. Có hôm đấy bảo hôm đấy nếu mà sẵn được thì gọi nhá, đợi cho mai hôm đấy làm cho về làm điện thoại tiếp tục. Thưa quý vị giả nhá, đây là món nhím nướng này đấy. Đây là món nhím làm tái này, lòng nhím xào khế này, và món xương nhím thì nấu canh đỗ và nhím hấp. Xin mời toàn thể quý khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến đồ ăn của buổi trưa hôm nay nhé. Hãy vào đăng ký kênh ẩm thực Tuyên Quang ạ. Ôi, mà đây. Anh em ơi. Vào đây, vào đây. Không khí buổi trưa này ạ. Cả nhà, mời cả nhà nhá. Đây, dặn luôn. Để mời anh em. Ôi, là kìa, nhạy đế. Đắt kìa. Con này nhiều thịt nhá. Đấy là con lọc, mình lọc mình dối. Ra xương nhiều nhất. Mời anh em này đi. Mời anh này đi. Mình này ta này, anh nói khoét, ăn lòng mình thôi chứ. Ăn lòng gì ạ? Thấy ngay vào nhà ấy rồi. Nốt xong. Nhím nhím làm tái vậy? Chăn chỗ ơn đâu. Ăn nó cao hơn con mọc. Hiện nó ăn đâu? Còn nếu mà đấy, nếu mà hải vị của nó là nó lên nữa. Em cũng rất là trước là ông chế biến kiểu gì nhưng mà theo mình cái loại này nó hâm nó hở nó xuống cao rồi. Đấy rồi. Ông nướng này thì em không không cho nó có được để nướng. Cho nếm 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 cái miếng nướng này có da này, này cái này chấm món nào đấy, chấm tương đây à? Chạy lên ăn đây chạy lên thôi ăn đây chạy lên thôi ăn đây bắt được bao nhiêu rồi thế lòng con này ngon hơn rồi đấy mày nó ăn lấy xẻ cắn đập là nó đến mấy nó công nhận ăn chất lượng lúc nó chạy xuống đấy rồi nha, bãi quật nó xuống hẳn dưới đấy, bảo là ngon chế đấy. Nhưng mà sau hôm nay là món gì tôn xuống lại kiểu này cái này xào lăn. Nhưng hôm nay cái món cái da này thui nhỉ, lúc đầu thui sao nó nở nhanh nhỉ, nó nứt nhanh thế chứ. Nó là cả bờm này có ông chảy nó đi nào. Này ăn hoặc là con này nó ra lông lên nó già nữa. Ăn nó ngon. Mẹ theo ông nó còn con thật. Đi ơi. Nhà ông à. Còn ông ra mấy con à? Ra hai con rồi. Thì mà nếm món tái ăn ngọt nữa.
Ái ăn ngọt. Ừ, nhưng mà nó ngọt, nhai nhai càng nhai càng ngọt. Nuốt đi chứ. Phải nhai thôi. Nó tái bên ngoài để cho nó chín. Cái này họ bảo cái ăn nuốt cả cái lông nóng. Nhưng mà lông hết rồi. Nhìn cái mặt đây là nói đấy. Biết được à? Nói đấy không phải à? Đang mời thì uống riêng một ly được. Mày phải bảo thế nào chứ, cứ ly ly. Nhưng mà ai mình được uống nuốt cả cái lông nó ấy. Là như nào? Cảm ơn nha. Không? Không. À bảo nó để con nuốt cái lông rồi. Không nuốt cái nước làm lông mày nhỉ? Duy, con tê bên dẻo đâu? Ai? Ừ. Hả? Này. Không phải là em hỏi gì nhá. Không phải là không phải bảo xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Em xin phép và tạm dừng video đây. Hẹn quý vị khán giả và tập tiếp theo của anh em trong kênh. Hãy vào đăng ký kênh Ẩm thực Tuyên Quang và hãy đăng ký và ủng hộ anh em ạ. Đây hôm nay anh em chế biến món nhím nha. Anh xem nhím cái da ngon không? Giòn không? Mày quá giòn luôn nhỉ? Cảm giác đi thưởng thức được gia vị chứ, đúng không? Hôm đấy. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân mến. Buổi chiều hôm nay anh em sẽ làm về món thịt lợn nhé. Hôm nay anh em sẽ làm các món về lòng sốt, tiết canh và các món thịt lợn. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức ạ. Đây anh em đang ở trên bản nhé. Đang đi tìm lợn. Nếu lấy được bát phèo không anh? Lấy này lấy được bát phèo không? Làm lồng rồi này thì vẫn làm lồng già đấy chị, hay là nguyên là cả lồng là non đấy. Cái dạ dày nhỏ thế nhỉ? Bé thật đấy, con này chỗ đấy sẽ được khoảng 5 lạng rồi. Chả được đi. Ôi ở đây chất canh. Thế là cho vào đấy xong tí là luộc luôn này chú. Nhắc lên khát là xong. Không. Nhàn phải vớt nữa không? Con này tạ mấy? Tạ mấy?
nhìn nó xả này ra mảnh thành mảnh thịt nó đẹp. Nó mới ủ ở trong nó nhỉ. Ủ ở trong là nó nóng. Miếng thịt nó không được đỏ. À này là xay giò nữa. Cao thủ chia rất đều. Đây là để cả bộ lòng rồi. Xong món lòng non dày thật. Đây là luộc món mỡ để làm lòng rồi. Cái này nó sủi nhanh không chị? Nó cái nồi này. Lắm nên bị quên. Em đặt cái báo thức kiểu gì mà này có thấy nó kêu đâu. Cái đấy là món giò xào hả cô? À, làm mọc rồi đấy à? Cháu tưởng làm món giò thủ. Cái này thì là bắt đầu làm gia vị cho lòng rồi. Nhìn cái lòng non nhìn to đấy nhỉ, dày này chị nhỉ. À đây này. Cái lòng non này là khi luộc xong đem ra phải cho vào nước lã này. Nước muộn. Con nhà ấy có được không? Ôi dày. Đã hoàn thiện món lòng non. Này, xào chua ngọt.
Đây là thái để làm giò này. Hôm nay có thêm món giò này. Hôm nay mấy mùa là thêm mùa mày. Cả tay cô, cả thái được rồi cô, cả đồng như sao. Giò xúc xích. Làm cả xúc xích nữa. Ê, hôm nay làm cả xúc xích nữa. Ừ. Xúc xích. À hôm nào cũng làm thôi. Xúc xích ngày nào chẳng phải làm. Nay cô làm này thằng tí họ mang gà đến là cô phải làm cả xúc xích gà nữa. À. Xúc xích gà ăn thơm lắm nhỉ? Ừ, xúc xích gà. Đặc sản. Quyết định học bằng được làm không làm. Tôi được chỉ cho nó nhìn lại đấy. Băm là lâu không? Đấy. Đấy là xong. Đấy, đây là món nhân lòng rồi. Chơi này thì nên quá nhanh. Hạt tiêu, lòng có hạt tiêu, mì chi, đây là trần cái lòng già để làm lòng dồi nhé, này trần cho nó co lại bớt để nó bé, không trần thì sẽ to. Trần xong là đem đi qua để bóc lại cho nó hết cái mùi hôi quả lòng, cái lòng rồi lòng già này hay nó có nhiều con bị hôi. À cắt nó hơn vậy. Mấy hộp này được cân không? Một hộp đầy là một cân, hộp này phần loại này phải tán lại. Thằng nào ăn lẩu thấy lâu hết á. Súc mãi không thấy hết. Đây là món mọc để ăn lẩu. Nó ăn sáng là, nói chung là ăn sáng ngon. Định lượng luôn đấy. Cái này đặt cân một đi. Này để vào tủ lạnh ăn dần. Ngăn. Này phải để vào ngăn đá nhỉ. Cái này nó cũng đông được phải không? Để ra ngoài tí là nó mệt. Cái này khi mình làm xong mình rửa cái tiết đi phải không? Rửa tiết. Nhìn như kiểu lúc mình rửa cái lòng non nó cũng trắng. Đây là món thịt xay giò. Hôm nay có rất nhiều món. Lòng sốt, giò, mọc và các món thịt.
Cái này phải được hơn 2 cái rồi cô. Không, cái này cô còn làm chả nữa mà. À. Đây không. Đây có một dây. Đây là hình thành một cái giò. Đầy quá. Ừ. À. Đây là món lòng dồi đã chín nhé. Đã hoàn thiện. Lòng. Bên này là lòng non. Bên này là lòng già. Đổ hết vào đây mình để âu luôn. Đây buổi sáng đã hoàn thiện con lợn lên các món. Đây là món lòng dồi. Ăn khối đuôi nữa. Ăn được chị ơi. Cũng buộc nó ngắn ngắn này, nếu mà nó có bị vỡ ở chỗ nào là nó cứ khóa ở chỗ đấy rồi. Không bao giờ vỡ. Đợt ngày mới thịt thế thì vỡ rồi, chứ còn bây giờ thì đây trắng muốt luôn. Ở trắng. Ở chỗ nào? Ở trên nắp tủ kia kìa. Nắp tủ ấy. Lòng nóng nguyên vừa trong lò ra. Ngon này. Buổi sáng này cứ về cho mì tôm ăn dễ ăn. À này vẫn còn có gan đấy nhỉ? Chị không để bán gan sống phải không? Có chứ. À cũng có cả gan sống bán à? Ờ chị bán cả gan sống mà. Gan sống, gan chín, bán đầy đủ hết. Bỏng nguyên.